Thưa Quang, xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi live tối nay. Thì hôm nay là thật sự thưa Quang làm cái chủ đề là thực hư cái câu chuyện mà Mỹ viện trợ vaccine 2 triệu liều vaccine cho Việt Nam ta là thế nào đó. Thời gian gần đây đúng chưa? Chắc mọi người cũng tham gia trên mạng, mọi người cũng nghe đâu đó về những cái thành phần thông qua cho rằng là những thành phần tay sai của những cái thế lực thù địch đó, là những cái thế lực chống phá nhà nước Việt Nam, chúng đi lại cái ngược lại cái lợi ích của nhân dân Việt Nam đúng không ạ? Là thực chất mà chung rõ ràng là nước Mỹ cũng đã viện trợ đúng không ạ, nhưng mà thực chất có phải là miễn phí hoàn toàn 100% như Nhật Bản hay không đúng không ạ? Thì thưa quan muốn nhân dịp cái buổi live tối nay thì cùng mọi người lên chúng ta mổ xẻ ra, chúng ta tìm hiểu ra để làm gì, để chúng ta cũng như nhiều người dùng những từ tát lại cái mõm của những thành phần gọi là tay sai đó, tay sai cho những thế lực thù địch, những thành phần mà chúng ta gọi là những thành phần chó săn đó đúng không ạ? Cụ thể như những cái thằng mà nó ngồi trên các cái live, ví dụ như Hoàng Tấn Bạch, Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong hay là Nguyễn Văn Đài, đại khái A Bà Cờ vậy đó, thì hay là bà Benny Trương, Tân Thái đúng không, mấy thằng gọi chúng ta xem là những thành phần tay sai, những con chó săn đó, nó dùng những giọng điệu nó xuyên tạc, nó xỉa sói. Nó chỉ bảo là ở Việt Nam đúng chưa, chính phủ Việt Nam là chỉ biết đi ăn xin thôi, mọi người công nhận không, có những cái luận điệu đó, chỉ biết đi xin xỏ các nước trên thế giới thế này thế nọ, rồi chửi này chửi nọ rồi lại đi xin. Và đặc biệt là cái câu chuyện khi có thông tin nước Mỹ viện trợ cho 2 triệu liều vaccine, thì bọn chúng lại càng tăng cường cái giọng điệu mà chó săn của bọn chúng lên nữa, để bọn chúng ra rã xuyên tạc, bảo là đó là do chính phủ Việt Nam đi xin, đúng không, đi xin để xin xỏ. Chúng ta phản biện đấu tranh lại cái luận điệu của những cái con chó săn đó, đúng không ạ? Và thật quả em xin nhắc lại, em xin chào anh Tân Quang Mai. Những con chó săn đó là gì? Những thành phần tay sai ha, tay sai của thế lực thù địch mà chuyên buôn lợi dụng cái hình ảnh cờ vàng á, mà chúng ta hay gọi là cờ vàng ba sọc đỏ đó, để nó đi nó lừa tiền người dân hải ngoại là một. Cái thứ hai nữa là nó dùng cái câu chuyện đó để đánh phá Việt Nam. Mấy bữa nay chúng ta luôn đề cập về những cái thế lực thù địch đúng chưa? Thì bọn chúng là khốn nạn ở chỗ đó là cứ chụp vào câu chuyện này, xuyên tạc bảo là những cái vaccine đó hoàn toàn miễn phí, là chính quyền Việt Nam phải đi đi xin đi xỏ gì đó. Thì cái chuyện đó theo thơ quan thì cũng không có lớn, nhưng theo cái nhìn của thơ quan, cái ý đồ của bọn họ mới là cái ý đồ của bọn họ muốn lồng ghép cái vấn đề này ở trong cái câu chuyện này mới là đáng bàn. Đó là gì? Mọi người cũng biết đúng chưa, trước đây thì bọn chúng luôn tìm cách nào đó đả kích, công kích chính quyền là không lo cho dân, là phải tới khi dịch bệnh bùng phát lên lại quyên góp từ người dân gây quỹ vaccine đó, mọi người thấy chưa, gây quỹ vaccine thế này thế nọ, lấy tiền của dân nghèo, trong khi mấy người kia đâu sang bỏ tiền ra. Cái luận điệu đó mọi người nghe không, nghe rõ không? Cho nên tại sao cái vấn đề hôm nay là thơ quan cũng muốn mọi người lên làm rõ ra là gì, để chúng ta vạch trần ra được cái thực chất cái ý đồ mà những cái phần tay sai chó săn đó nó muốn xuyên tạc vào Việt Nam để làm gì, để đúng muốn kích động người dân là gì. Các ông chính quyền tư túi tiền gây quỹ gì đó là bỏ túi hết rồi, còn vaccine là hoàn toàn là đi xin, là các nước ngoài họ miễn trợ viễn phí hết, không tốn đồng xu cắt bạc nào đâu. Đó, mọi người nhìn ra, tức là mọi người đồng ý với thư quan ở cái điểm này không? Rõ ràng không ạ? Đây là một cái thủ đoạn rất là đê hèn của những cái thế lực thù địch, nó muốn vận dụng vào cái điểm này đó, mọi người. Theo thư quan là thế. Đó, theo thư quan là thế. Thâm hiểm.
rất là cháo chở, nó tận dụng mọi ngõ ngách cho mọi người, thấy không? Tuy trẻ thì tôi quan xin đọc cái câu, một cái câu comment, câu comment của Hoàng Nguyên về bổ sung về cái vaccine đó, thì nó cũng hay. Đây tôi quan xin đọc cho mọi người cùng nghe. Với tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới, nên nhu cầu vaccine của các quốc gia là rất lớn. Việt Nam chúng ta trong điều kiện chưa tự chủ được nguồn vaccine, chúng ta thấy Việt Nam đã rất cố gắng tìm nguồn vaccine. Cụ thể, việc này đã được Bộ Chính trị, Chính phủ chỉ đạo với quan điểm ngoại giao vaccine. Điều đó chứng tỏ Chính phủ đã xác định hướng bên cạnh triển khai thực hiện chủ trương phòng chống dịch bệnh nghiêm túc. Về dài hạn, Việt Nam phải tạo ra miễn dịch cộng đồng, mà việc đó chỉ có tiêm chủng vaccine trên diện rộng. Tụ chung lại, Đảng, Nhà nước làm hết sức mình với mong muốn bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trước tiên thì rất đồng ý với cái câu comment của Hoàng Nguyên, và Thơ Quang cũng nói xin bổ sung thêm hai cái chi tiết này, mặc dù nó cũng nhỏ thôi đúng không ạ, nhưng mà để mọi người nên chúng ta sẽ nhìn ra được thêm một cái góc nhìn nữa về và cái công cuộc chống cái Covid này nè mọi người. Đây là cái thứ nhất, tức là mọi người biết đúng không, sau khi áp dụng chỉ thị 16 đúng không, là khuyến khích người dân không ra khỏi nhà, thì bộ phận y tế họ có một cái phương pháp, tức là đi xuống tận nhà nha, đi xuống tận nhà để truy vết cái F0 đó. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa thì cái này nó hơi riêng tư cá nhân một chút thôi, nhưng mà tôi qua muốn chia sẻ để mọi người thấy, là một cái thứ nhất là cái niềm tin của người dân á, và cái ý thức của người dân. Đó là gì? Tức là mọi người theo dõi Thơ Quang trên cái trang cái từ nhà Thơ Quang cũng biết đúng không? Thơ Quang chia sẻ những cái đoạn clip về những cái vấn đề mà dịch bệnh đang xảy ra, cụ thể là có một cái cậu đó là bị cậu khi bị phát hiện ra là bị nhiễm F0 và đang trên đường di chuyển bằng xe cứu thương tới tới bệnh viện đó, thì cậu ta quay một đoạn clip ngắn với ý là chia sẻ với mọi người là đừng chủ quan lơ là trong cái phòng chống dịch bệnh này. Thì Thơ Quang có đăng lên cái bên cái nick cá nhân của Thơ Quang và dùng cho gia đình với người thân đó. Thì cái vui vui Thơ Quang là thế này, tức là mấy bà chị của Thơ Quang luôn nha mọi người, những người chị em trong gia đình đó, thì họ là đơn thuần chỉ họ chơi Facebook thôi, họ không có quan tâm về cái tình hình chính trị xã hội gì cả. Thì họ vào họ xem và họ comment đó, đọc một câu Thơ Quang thấy rất là vui, là thế nào, mấy bà chị comment đó là chỉ mong người dân nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị 16 là dịch bệnh sẽ được giải quyết, được đại khái là dịch bệnh sẽ qua đi á mọi người đó. Mặc dù cái câu nó như vậy thôi, nhưng mà cũng thấy được là đâu đó, tức là hình ảnh người dân họ họ đặt niềm tin, họ niềm tin vào những cái đường lối, cái chỉ thị của chính quyền, và đặc biệt là cái ý thức của họ cũng được nâng cao, là cùng nhau kêu gọi là nên chấp hành tốt những cái chỉ thị đó, đó để mau chóng được cái dịch bệnh nó đi ra khỏi cái thành phố Hồ Chí Minh, ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta. Đó, cái đó là Thơ Quang xin chia sẻ thêm thôi. Xin mời Lan Hoàng. Vâng, em chào anh Thơ Quang, chào tất cả các anh chị em trong diễn đàn nhé, chào các cô chú. Cái vấn đề thì trước hết là em chia sẻ về cái vấn đề mà nước nọ mà viện trợ cho nước kia ấy. Thì em chỉ nghĩ rằng là khi mà một người nghèo mà viện trợ cho người giàu thì nó mới đáng trân quý, còn cái việc người giàu viện trợ cho người nghèo nó cũng đáng trân quý, nhưng nó không thể bằng một cái người mà ta còn thiếu ăn mà ta làm được cái việc đó. Em nói thẳng ra là như như Việt Nam mà khi mà Mỹ mà bùng dịch ấy, Việt Nam tài trợ khẩu trang thì các thiết bị y tế cho Mỹ ấy, thì cái đó mới là tài trợ của chính, là không có bị cái ràng buộc nào mà xuất phát từ cái đất nước Việt Nam nhân ái và nhân đạo, là tài trợ cho Mỹ, anh Thơ Quang và mọi người ạ. Còn riêng về cái vaccine của Mỹ hay Nhật của các nước bây giờ đang mà tài trợ cho Việt Nam ấy, thì mọi người đang hiểu sai cái vấn đề, là không phải là các nước tài trợ cho Việt Nam, là vì cái nó có một cái chương trình, cái sáng kiến là COVAX á, là của 145 nước tham gia vào cái chương trình COVAX này. Cho nên là những cái nước nào mà sản xuất được vaccine đều phải chia sẻ
tức là Mỹ có thì Mỹ chia sẻ, mà Anh có Anh chia sẻ, tức là không phải là tài trợ, mà các nước có điều kiện và các thành phần tư nhân có điều kiện thì đóng góp vào cái quỹ COVAX này để cho 145 nước dù nghèo hay là chậm phát triển cũng tiếp cận được vaccine. Thì tức là cái đợt 2 triệu liều là của Mỹ á, thì không phải là do chính phủ Mỹ tài trợ cho Việt Nam, mặc dù là cái vaccine này nó xuất phát đi từ Mỹ, nhưng nó là nằm trong cái chương trình COVAX của WHO, anh Thư Quang của mọi người ạ. Thì cũng như Việt Nam đã ký cái thỏa thuận COVAX này rồi, thì sau này Việt Nam có vaccine cũng lại phải chia sẻ lại, mặc dù cái tiền đấy là chính phủ mua lại công ty hay là gì không biết, nhưng lại phải chia sẻ lại cho các nước nghèo và đang phát triển. Cho nên là cũng không phải là cái việc này là Mỹ tài trợ hay Việt Nam ngửa tay xin, mà Việt Nam được hưởng cái đặc quyền trong cái chương trình COVAX này. Đấy là em nói. Còn nếu mà so sánh vào cái việc mà tài trợ hay là cho hay là nhận mà nó ý nghĩa, thì chính ra chỉ có Việt Nam làm với Mỹ trong cái thời điểm mà Mỹ bùng dịch ấy. Nó Việt Nam chúng ta là gửi thiết bị y tế rồi khẩu trang hàng bao nhiêu chuyến bay hàng đó, mới là thực sự là không có một cái chương trình nữa hết, mà do hoàn toàn là do Việt Nam tài trợ cho Mỹ. Đó đấy là một cái. Còn là cái thứ hai nữa là cái chương trình COVAX này thì nó lấy cảm hứng từ cái việc mà cái bệnh tiêm chủng, cái bệnh Ebola, thì anh với mọi người biết là cái bệnh Ebola thì nó xuất phát từ châu Phi, cho nên cái chương trình mà tiêm chủng Ebola thì nó rất thành công. Nhưng đến khi cái chương trình COVAX này mà nó cũng được lấy cảm hứng từ cái tiêm chủng đó, nhưng mà cái sáng kiến này lập ra thì nó lại không được hoàn hảo như là cái chương trình mà tiêm chủng Ebola. Là vì anh và mọi người biết tại sao, ít nhiều trong các cái nước mà sản xuất được vaccine ấy, và những cái nước mà giàu ấy, thì họ lại có cái chủ nghĩa vaccine. Chỉ có khi nào mà họ tức là sản xuất ra được 1 triệu liều, họ phải chia sẻ 50%, còn 50% dùng trong nước, 50% kia chia đều cho 145 nước. Nhưng mà họ lấy cái chủ nghĩa vaccine, cho nên là họ bây giờ chỉ gần như là họ đủ đầy đủ rồi, họ mới chia sẻ vào cái quỹ COVAX này. Cho nên là cũng không hẳn là, đương nhiên là kể cả có nó muộn cũng còn hơn không, nhưng mà nếu mà nói hoàn hảo về cái quỹ COVAX này thì họ vẫn có cái chủ nghĩa vaccine nhiều hơn, cho nên là cũng không được quá tốt đẹp. Còn đấy là nói nhanh, nói gọn cho mọi người hiểu, chứ không nhiều người cứ xuyên tạc bảo là Mỹ Việt Nam rửa tay hoặc là Mỹ cho Việt Nam. Không phải, khi đã ký vào cái thỏa thuận COVAX đó là nước nào cũng phải chia sẻ, nước không sản xuất được thì phải đóng quỹ đó, cái quỹ COVAX của WHO. Cho nên là mọi người cần phải hiểu đúng, không phải là do Mỹ tài trợ hay là cứ ai tài trợ chúng ta xin, chúng ta được cái đặc quyền đó. Kể cả Anh, Mỹ, Nhật, Trung Quốc đã ký vào đó là phải có cái nghĩa vụ chia sẻ. Còn chia sẻ đến đâu thì chúng ta hiểu thêm một tí và tìm hiểu thêm một tí. Nhưng mà em thấy là cái quỹ này thì nó hơi có cái chủ nghĩa vaccine của các nước tư bản và các nước giàu, họ thường nhất là nước Anh. Nước Anh thì lại giữ hoàn toàn vaccine tiêm cho, thay vì người ta chia sẻ 50, không ít nhất phải chia sẻ 30, nhưng họ gần như là giữ không xuất khẩu. Nói cho nên là cái vấn đề về vaccine thì em nói thế. Còn nếu mà so với Mỹ, so với Việt Nam thì em cứ nghĩ là cái mà cái vật tư y tế mà Việt Nam tài trợ cho Mỹ cái lúc đó mới là hoàn toàn do là chính phủ Việt Nam, do con người Việt Nam tài trợ, không điều kiện. Còn rõ ràng cái vào cái quỹ COVAX này là nó có điều kiện rồi, thì 145 nước ký thỏa thuận phát triển cái quỹ COVAX để công bằng vaccine, nhưng mà nó gần như không công bằng, đúng không ạ? Đáng lẽ ra thì, với hai đứa em nói thêm một ý này này, thật ra thì cái dịch của Mỹ nó bùng phát sau Trung Quốc, thậm chí còn sau cả Việt Nam, tức là họ để ý sau Việt Nam. Và cái vaccine, một số vaccine của Việt Nam với của Mỹ ấy, gần như là phát triển song song. Em nói gần như là phát triển xong. Tại sao mà Mỹ nó lại thúc đẩy tung ra thị trường hàng mấy tháng nay? Vì nói thật, nếu mà Việt Nam mà có quyền sinh quyền sát như Mỹ thì cái vaccine của Việt Nam cũng có thể tung ra thị trường. Nhưng là một nước nhỏ với cái chủ nghĩa vaccine nó quá lên ngôi. Nếu mà Việt Nam tung ra mà không đạt tiêu chuẩn hay có một cái chuyện nhỏ thôi, chết một vài thôi thì thôi,
mọi cái tổ chức của các cái nước tư bản nó giật dây, nó làm cho Việt Nam rối loạn lên, rồi nó áp đặt những cái tiêu chuẩn hà khắc. Thế nhưng mà của Mỹ nó đã tung ra hàng cách đây hàng bao nhiêu tháng, nếu mà nói cho chuẩn thì nó đốt cháy giai đoạn rất chi là nhiều, có thể công đoạn, có thể tạm coi là nhưng mà chưa đúng, nhưng nó cứ ký, ông Chu Bông ký cái lệnh là phải xuất ra, còn không xuất ra là ông dọa, đe dọa công ty đấy. Thế cho nên là nếu mà nói cho cùng thì Việt Nam, cái vaccine của Việt Nam mà được sản xuất tại Mỹ, được nghiên cứu tại Mỹ ấy, thì cái vaccine của Việt Nam được tung ra thị trường rất là lâu, tại vì đã quy trình đã phải kéo dài, mà đúng quy trình nó đã mất thời gian, không nói là đến quy trình thứ ba mà nó như thế, mà Mỹ thì nó đốt cháy giai đoạn rất là nhiều, nó tung ra rất là sớm. Đấy, cho nên là em chỉ nên chia sẻ cái quỹ COVAX ấy, mọi người cứ tìm hiểu quỹ COVAX ấy, thì biết là Mỹ có tài trợ không, hay là do là Việt Nam được hưởng đặc quyền. Tại vì Việt Nam trong 145 nước là quỹ cái quỹ COVAX, có thể Việt Nam là một nước đang phát triển, là có khi là có đóng nửa tỷ vào trong đó đấy, chứ không phải là chúng ta không đóng, còn sau này có vaccine cũng phải chia sẻ nữa. Em chỉ lên chia sẻ một chút thế thôi. Chào anh. Ok, Lan Hoài. Cảm ơn Lan Hoài nha.